Alo, 1, 2. Xin kính chào tất cả các bác. Ở trong clip này em sẽ giới thiệu các bác một trong những đôi loa cực kỳ hay. Và đây là đôi loa liền công suất của Yamaha Bass 40, một trung 20 đó, và một con chiếc đèn. Ở đây là một đôi loa của sân khấu sự kiện bên Nhật Bản. Bây giờ em sẽ test các bác nghe thử đoạn karaoke của nó. Em sẽ test lại bài hát này các bác nhé. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều hồng. Ta cùng nhau đón thêm xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin cất nguyện kết chặt tình thân, bên cạnh lòng những băng khuôn, năm nay chắc gặp tình cuồng. Xuân mang niềm tin mới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng trốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sung vầy. Trên bước đường danh lời dòng may, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Tuyệt vời các bác ạ. Đây là một đoạn test karaoke cho các bác thấy là cái tiếng mic, tiếng hát và cái chất nhạc của một bộ liền công suất Yamaha 9 triệu, điện 100V. Đây là dòng sân khấu lưu động ở ngoài trời của nội địa Nhật Bản. Và đôi loa Yamaha này là dòng liền công suất sử dụng bát 40 và một trung 20 và một con kèn. Với đôi loa này thì đây là em chỉ sử dụng một chiếc thôi. Đây là một chiếc còn lại đây các bác. Đây các bác. Em sẽ cầm mic em giới thiệu các bác luôn. Đây là một trong những sản phẩm nhạc. Đây các bác nghe rõ mic chưa? Đây là một trong những cặp loa Yamaha cực kỳ hiếm. Đó là đây các bác quay về phía sau các bác xem. Đây ạ. Cặp loa này thì là nó sử dụng liền công suất và nó về theo một cặp như vậy, tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Nó là dòng sân khấu lưu động ngoài trời của nội địa Nhật Bản. Đó. Thì tất cả từ tem mác giấy thanh lý cho đến tem mác thì bọn em còn nguyên luôn. Đây là hàng trên công gửi về. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm cực kỳ hiếm mà dành cho bác nào thích độc lạ. Và nhà bác có những cái sân vườn hay có những cái sân khấu ngoài trời, hay là những buổi tiệc party, những buổi tiệc giao lưu anh em, sinh nhật vân vân và vân vân. Hay là các bác đơn giản là hát karaoke trong gia đình, các bác thích gọn nhẹ, chỉ cần một con vang thôi các bác.
và kết nối với cái loa này. Đó các bác, cái loa này thì nó là một cặp. Các bác đây là mới chỉ mở một chiếc đánh mono thôi. Các bác có thể line giữa hai con với nhau để các bác ghép với nhau, hoặc các bác có thể chơi mono một rắc đi vào loa này và một rắc đi vào loa kia. Đó, nó có rất nhiều kiểu để chơi. Nói chung là nó 4 đường input các bác nhá. Đó, các bác thích ghép mixer này, vang này, hay là nâng tiếng vân 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 vân, ghép vào ok hết các bác ạ. Thì dòng này đây là phía sau công suất của nó đây. Đây là cái lưng của nó bóc ra, đó, điện 100V. Và công suất con này nó ghi rất là khiêm tốn các bác ạ. Nó ghi 85W rồi các bác. Nhưng thực ra đây là những cái dòng nội địa Nhật Bản, nó ghi rất là ít công suất, nhưng các bác nhìn nó có một con nguồn cót rất là lớn. Và bộ công suất của nó, đó, đánh bằng 4 sò lớn các bác nhá. Đánh 4 sò xanh đen lớn các bác, rất là khủng. Và con này các bác yên tâm, nếu các bác chơi ở sân khấu ngoài trời hay trong nhà thì các bác không thể chơi hết công suất của nó được, bởi vì cái âm lượng nó rất là lớn. Những dòng loa full này các bác nhận, đây là loa full rồi. Nó giống như những đôi JBL 938 các bác, nhưng đây là của Yamaha. Chất tiếng của Yamaha thì cực kỳ ngọt rồi các bác. Các bác có thể nghe qua tiếng nhạc đây. Tất cả vang mic chúng em chỉnh ở giữa hết các bác nhá. Bát chét của mic em chỉnh ở giữa hết. Bát chét của vang các bác nghe. Đây em chỉ mở volume khoảng độ 20% đến 30% thôi. Cả xóm này em rung lên hết các bác ạ. Phía chiếc còn lại đây các bác, em mới chỉ mở một chiếc thôi. Và các bác có nhu cầu mua cả đôi các bác nhé. Các bác cũng có thể mua cả đôi này, hoặc mua lẻ từng chiếc được, tùy các bác. Thì mỗi một chiếc này có giá là 14 triệu đồng. Một chiếc này giá 14 triệu đồng và hai chiếc là 28 triệu đồng. Các bác chỉ cần mua thêm đúng một con vang nữa thôi. Thì các bác cần những bộ cấu hình nghe nhạc, nhạc sống các bác nhé. Và hát karaoke đẳng cấp. Các bác không cần phải vang. Các bác không cần phải vang, không cần phải lâng tiếng gì mệt người đâu. Không cần phải đẩy được gì đâu các bác ạ. Các bác chỉ cần đúng một con này cộng với con vang nách này thôi. Còn là một con vang số, nếu các bác có vang số sẵn ở nhà rồi. Nếu các bác chơi một con này ở trong nhà các bác hát karaoke quá thừa thãi rồi. Và lại có cái hộp này, hai con này đều nguyên hộp, hộp của Nhật các bác nhá. Đây là hộp sự kiện của Nhật, các bác có thể quăng cuột thoải mái luôn, không sợ nó hỏng. Và đây là hộp chính hãng của Yamaha luôn. Đó, thì nguyên tất cả, còn nguyên cả số lô sản xuất các thứ của nó đây các bác. Đó, Yamaha các bác. Đó thì đây là một trong những sản phẩm lưu động ngoài trời cũng như là sân khấu trong nhà. Đây là sân khấu sự kiện lưu động. Đó các bác muốn sở hữu sản phẩm này chỉ có 14 triệu đồng thôi. Những cái cặp này thì các bác so với tiền một đôi JBL 938 thì nó quá rẻ luôn các bác. Một chiếc này chỉ có 14 triệu, hai chiếc mới có 28 triệu mà liền cả công suất đầy đủ hết như vậy. Và các bác lưu ý là công suất nó cực kỳ lớn, chúng ta không thể đánh hết được công suất của nó, đánh rất to luôn. Và càng hát nó càng bay. Đó, bởi vì nó sử dụng chung 20. Và các bác nhìn kỹ được tiếng của nó đây ạ. Đó, những dòng loại Yamaha. Cặp bát này tháo ra thôi, với cặp chèn, kèn, cặp chung bán có khi là gần hồi vốn rồi. Đó, và vỏ thùng sân khấu sự kiện. Nó giá chỉ 14 triệu thôi, bác nào có nhu cầu lấy. Em có hai chiếc, các bác nào hoành tráng có thể chơi hai con này luôn. Đó, các bác lấy một con vang, các bác kết nối hai con với nhau. Đó, một bên giờ, một bên lờ. Đó, nó có cổng đấu hết. Hoặc các bác có thể chơi mono một chiếc như vậy. Chơi độc lập một chiếc cũng được, mà chơi cả hai càng tốt. Rồi các bác có thể mua một trong hai. Đó, và thêm một con vang nữa là hát karaoke, nghe nhạc ok luôn. Và giá 14 triệu một con này. Một con này các bác nhá, bao gồm cả thùng này luôn. Đó, cả thùng của Yamaha, zin của nó hết. Và tình trạng loa sự kiện này thì nó để trong thùng thì nó rất là đẹp. Nó từ e-căng đến loa bát 40 khủng long các bác ạ, nặng gấu. Đây là phía sau công suất của nó đây. Đó, nó có mạch công suất. Giá còn rẻ hơn cả loa kéo. Ở phía dưới là volume của loa, và dưới này là volume tổng ở trên của công suất. Đó, còn rẻ hơn cả loa kéo tàu các bác, cực kỳ rẻ, 14 triệu thôi các bác nhá. Rồi bây giờ em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Hát quá phê luôn các bác. Quá uy lực các bác ạ. Các đừng quên tay Mixua giá 800.000 ở bên nhà em, bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Mixua chính hãng KSM8A. Mix này, dòng này nó thu mix rất là tốt các bác nhá. Nó thu phía đối diện này, còn các bác hát ở ngang này không thu đâu. Nghĩa là nó giảm cái rú rít các bác. Các bác hát miệng các bác ở phía ngang này sẽ không thu. Nó chỉ thu phía trên này thôi. Những cái dòng mic đẳng cấp nó sẽ như vậy các bác nhá. Đó. Xin kính chào.
cả các bác.